chết bùm chết chết bùm chết chết là cái gì mà chết chết bùm bùm vậy ông hả? Ôi trời đất ơi, ôi bữa nay chơi cái gì mà gầm ở đây? Thì tôi làm giống như mà tôi coi tên chi di á, tử chữ tình á, lãng mạn. Người ta trẻ, người ta làm cái gì thấy nó cũng dễ thương, nó tình tứ, nó lãng mạn. Ông già rồi, ông làm thấy nó lẳng nhách. Chơi tôi qua đây chi? Thì tôi kêu bà qua để tập nhảy đầm. Muốn kêu người ta qua thì cũng phải qua bên nhà người ta. Nào giờ ông nghe ông bà ta nói không? Trâu đi tìm cột, chứ cột bao giờ đi tìm trâu đâu. Tôi lẳng gái, miễu tôi qua đây tôi tìm trai, kỳ. Trời ơi, già rồi chứ phải trẻ rồi, mắc cỡ không biết nữa. Nó cần lắm. Thì tại vì bên nhà bà chật hẹp quá, làm sao mà tập nhảy được. Ông nhắc tôi mới nhớ, cái nhà tôi nó có chút xíu à, sao tập. Nhà ông nó được cái khoảng sân này rộng nè, tập tha hồ nè. Với lại nhà tôi đi ra đi vô đụng cháu ngoại cháu nội nữa. Tập đi ha, để cái đó là cái gì ạ? Tặng á hả? Tặng bà đó. Tự nhiên tặng hoa hồng cho người ta, cha là kỳ á, sao luôn vậy? Mẹ lấy á nha. Đã nghe nè, công nhận nha, thời gian lẹ dễ sợ ông nha. Mới thi cái cuộc thi hội người cao tuổi mới đó 1 năm nữa rồi. Nhưng mà năm nay nghe ông, tôi với ông phải tập dượt cho kỹ nha. Làm á là phải hơn bà ba với là ông bảy nha. Tôi nghe đâu một người hát một người nhảy, nhảy mà nhảy hết hết vậy nè. Trời đất ơi, hai người nhảy quá trời nhảy luôn. Bây giờ tôi với ông mình nhảy cái gì á, xì gì đi ông. Lô bà ơi. Tôi mở cái truyền hình là tôi coi rồi. Trời. Đó bây giờ tôi với ông tập nè. Đứng trước mặt nhau rồi nha. Trước mặt là cái tay phải nghe eo đó ông, nghe eo đó. Rồi. Ừ. Này này, mấy cô người mẫu nó phải ưỡn nó như là nó phải đẹp. Đó, đó, để lên nè, đặt lên. Để giày phải không? Đặt lên nè. Rồi đó bước nha. Rồi nha. Bắt đầu nè. Chắc chắc chắc. Bùm. Chắc chắc bùm. Mặt mặt phiêu luôn không? Chắc bùm. Ê tè, tôi thấy tụi nhỏ nó tè nữa đâu. Có hả? Trời ơi, sao má nỡ lòng nào má, má đối xử với con như vậy? Má có làm gì đâu con. Ba, sao má lại nỡ đối xử như vậy với con? Hai đứa có tập trước thoại rồi hả? Sao tự nhiên nói giống nhau vậy? Cái gì mà đối xử với không đối xử chứ, cái gì không hiểu gì hết vậy? Thì con thấy rõ ràng rồi mà, thanh thiên bạch nhật hai người xà nẹo đó. Đứa nếu ôm nhau mà còn nhìn ánh mắt giống như là đang đưa tình vậy. Phải vậy đâu. Con nói chú nghe nghe chú vào, tại sao chú lớn tuổi rồi mà chú còn cua má con, chú tán tỉnh má con như vậy? Nói không thấy ngượng miệng hả? Biết sân này sân nhà ai không? Sân nhà tôi. Thì làm sao có chuyện ba tôi dụ dỗ má được? Cái này là chỉ có má anh tự dẫn sát tới rồi dụ dỗ ba tôi thôi. Ờ chứ chưa? Cái gì? Má thấy chưa, má qua nhà người ta để bây giờ người ta sỉ nhục nhà mình kìa. Trời ơi, má rồi. Bị tổn thương, tôi bị tổn thương đó anh. Hai đứa từ từ đi, cái gì mà tự nhiên nói gì không đâu vô đâu, nói tầm bậy bạ. Con không ngờ má mất mới có 19 năm rưỡi thôi mà ba nỡ lòng nào ba thay lòng đổi dạ tới mất như vậy. Má nữa đó, ba ở nhà ba cũng mới mất cơ. Mới mất là hồi nào con? 20 năm rồi. Trời ơi, vậy mà nó la mới mất. Bây giờ má lại quen với bồ mới nữa là sao? Thôi quá à, cái này là dụ dỗ ba tôi. Ba con dụ dỗ má tôi. Thôi đến đây. Không có phải, cái này là không ai dụ dỗ nhau hết trơn á. Cái này là ta nói là thật ra ba con là con không đồng ý cái chuyện tình yêu của ba với cô Tuyết đâu. Con phản đối. Cô không cần phải phản đối. Tôi cũng không có cho là má tôi quen với ba cô đâu. Tôi lo một mình má tôi đủ rồi. Bây giờ đưa cha dượng về lo làm sao được mà lo. Anh đừng có thấy nhà tôi có của nha, rồi anh bày đặt anh nói má anh dùng mỹ nhân kế qua dụ dỗ ba tôi định chia của tôi hả? Đừng có hào hết. Có chuyện đó đâu. Thôi. Trời ơi, cái lời vậy mà con anh nó thốt ra được hay thiệt luôn á. Ai đứa tới đó, ở trong khu phố mình có tổ chức cái cuộc thi nhảy đầm. Thì lúc trước ba với cô Tuyết là có biết nhảy đầm. Bây giờ người ta đề cử lên để mà giữ cái cuộc thi đó. Rồi mời cô Tuyết qua đây rồi hai người tập nhảy đầm. Chứ con nói cái gì mà cướp gia tài, nói gì tùm lum vậy con? Đã thi thì phải tập vợt, nhảy đầm thì làm sao? Đúng không? Thì phải tay trong tay. Vậy nè, đó. Đó, thì phải eo dịnh eo. Đó, đó thì phải lướt qua và lướt lại. Đó chứ lẽ nhảy làm mà hai đứa đứng xa vậy rồi mà đứa nào nó nhảy vậy hả con? Con không thể nào tin được. Con là từng là xem TV là con thấy người ta nhảy đầm là người ta phải có khoảng cách. Đúng rồi, không khoảng cần phải đụng nhau nữa. Không đụng nhau, giống người ta phải nhảy. Có khoảng cách không phải đâu mà đứng xa vậy đó. Khoảng cách nó là kêu là 333 vậy đó. 333. Đó là chặt chặt chặt.
cha cha cha. Đúng rồi, cha cha cha. Bây giờ nhớ cha với bà. Cái này hai người nhảy là để dễ xì xì ra. Này là nhảy đưa xì lốp. Thôi được rồi, bây giờ là con nói một câu công bằng nè. Người ta nhảy đầm với nhau, người ta phải nhảy có khoảng cách, không thể nào mà dính xà nẹo được. Cái kiểu này người ta kêu là cái kêu là tứ mã nan tri nè. Là bây giờ đưa là 40 con ngựa, 2 con hai bên, 20 con hai bên, kéo hai người ra không được luôn đó. Hợp, xin lỗi nha, cho tôi hợp gia đình chút xíu. Trời đất ơi, bớt nói chữ lại đi. Nói ta cười kìa, tứ mã nan tri là có 4 thôi, ở đâu ra 40? Không, nhưng mà bây giờ con hỏi thiệt má nè, má có tình ý gì với chú Giàu không? Đúng, bây giờ con hỏi thiệt ba nè, ba có tình ý gì với cô Tuyết không? Có hay không? Không có, có. Ba nói thiệt hết. Má trả lời đi má con. Con nghĩ sao vậy? Có chút xíu xíu xíu. Đó, thấy chưa, có chút xíu. Nhưng mà có đó. Ờ, nhưng mà hồi trẻ thôi chứ bây giờ hết. Trẻ thôi đúng rồi, bây giờ già rồi, không có gì nói trơn á. Bây giờ là không có nè. Ừ, không có, không có. Không có thì thôi, đi về, không có kêu ngủ gì nữa. Rồi, đi vô ngủ luôn. Đi vô ngủ, không có được. Ờ, thì con yêu nhau chút xíu. Vậy thì nói ngay từ đầu đi. Thấy chưa? Tôi nói rồi mà không chịu nghe, đến giờ tôi nói. Ủa, tôi nói trước chứ bộ. Trời ơi, tôi nói trước mà, hai người là có ý nha. Sao mà nhảy bằng tôi nói là dính à. Ê, nói nghe nè, bộ hai đứa biết rồi hả? Dạ biết chứ, tụi con biết lâu lắm rồi. Rồi hai đứa không có phản đối hả? Phản đối gì đâu. Dạ bộ thôi. Dạ. Nãy thấy rần rần, thấy la sợ quá trời, hết hồn hết vía luôn á. Nãy ông là rần rần chứ đâu. Làm quá vậy thì mới đẩy ba má vô đường cùng mới thú nhận chứ đúng không? Bây giờ tính sao? Bây giờ là mình đồng ý chưa? Đồng ý chứ. Đồng ý rồi đó, bây giờ là ba má tính sao nè? Giờ trai chưa vợ, gái chưa chồng mà muốn đâu, làm gì làm đi. Quá chứ không phải chưa. À quá. Vợ trai quá chồng. Tôi nói luôn nghe không? Hai đứa cho tới luôn được không? Tới luôn ba, bây giờ con bật đèn xanh rồi ba giọt đi ba. Dạ, đi má, đi lên xe đi luôn đi má. Trời ơi, tôi sẽ làm cô dâu. Đi chọn áo cưới liền ông ơi. Đi chọn áo cưới đi. Tí đi cho con. Đây đâu, bác đi cho con. Dạ. Mùa xuân này anh xe cưới em. Cưới liền đi. Trời dễ thương quá. Thấy tôi nói đúng chưa? Đúng bà nói cái đúng nhưng mà sai. Sai vụ gì? Sao đêm nãy tôi đang ngủ bà xách đầu tôi dậy qua đây là sai rồi. Không dậy đình là sao rồi đúng được. Nhờ vậy mới nói ra đó. Lấy tiền mua xe đạp con ngõ này má không? Má bình tĩnh đi má ơi. Bình tĩnh sao? Không, chuyện không phải như má nghĩ đâu. Má lại không hát tự giác.